Nhỏ củ cải trắng nha. Cái cây bự lắm mà cái củ cải nó ngắn sống vậy nè. Đó, củ cải trắng của mình nè. Piccolo. Nó ngắn quá mà nó mập. Hay nữa nè. Ê. Củ cải trắng hết người không? Ồ mà cái lá nó bắt đầu tốt nè. Hay là cái thằng này nữa nè. Piccolo quê ta. Wow. Củ cải trắng. Cái này nó còn bự bự được chút. Terra dura. Thấy chồng, đây có anh đề nè. Ô. Ô thu hoạch của cá. Cười quá. Cái này cũng cho lên luôn. Thì nó không có bự, nó không có dài, nó ngắn ngắn không à. Mình dài thòn mà sao nó không dài ta. Mình cao lắm mà sao mình trồng nó không bự ta. Rau muống nè. Rau muống này thì mình phải cắt cho nó lên. Nó này nhỏ quá à. Nó lên lên. Lên luôn, lên luôn. Lên luôn. Rồi. Thôi đi. Rồi nè. À, hôm nay mình ra vườn. Mình mới vừa nhổ mớ củ cải. Bông quá chừng bông luôn rồi nè. À. Rồi trái bí của mình nó bự thiệt là bự, nó ẩn nấp ở trong đây nè. Ôi bông là bông nó trắng hồng không. Bông bí. Bông bí là bông bí. Bông bí nè. À, bông bí đã không. Đây mấy trái bí lòn tròn đây. Đã chưa. Trái bí bự nó ẩn nấp trong đây nè. À, kia nữa kìa. À, bí đã ha. Đây, trái bí này bự nhất, trái bí này là có đầu tiên luôn á. Ôi nay nó ra hoa quá trời. Cái hoa này nó bự. Mà trái bí này nó sẽ ngắn lại nha. Đấy. Trái bí này nó sẽ ngắn lại nha. Trọng kỳ cọc quá. Ra chặt. Ra chặt cỏ không chặt, chặt cây người ta trồng. Mới vừa thu bập đậu bắp á. Nha. Ý không phải. Cái gì? Củ cải trắng. Nó mập dễ sợ không mà nó ngắn sủng mà. Người ta nói người sao cổ vậy mà mình cao lắm mà mình đâu có lùn đâu. Mình tới mét sáu mấy lận mà. Ây, cái rau muống mình ương nè. Trồng đi chặt cỏ không chặt. Trồng đi chặt cái cây, cái đậu của mình, đậu bắp mình trồng lên nè. Trồng chặt hết cây đậu mà, kỳ ghê á. Ớt này bự chẻn luôn nè, ớt ngọt nè, để xào thịt bò ngon. Cà bắt đầu cũng có trái rồi đó nè. Để thợ làm vườn. Thợ làm vườn nó có nón đẹp à. Cái dưa leo của chồng chồng có trái rồi nè. Lâu thấy sợ luôn nha. Ở chỗ này nó dưa leo nó không thích nước. Ủa, chết tức là tôi luôn cô. Trái hôm qua nó xi. Đây nè. Mà cái trái dưa leo đây mình không có thích. Nó không ngon bằng trái dưa leo của mình. Đây nó có hai trái nè. Nè, ở đây bắt đầu bí ngồi. Bí ngồi bắt đầu mốt mình cũng bỏ hết. Ăn quá thầy ăn rồi. Nên nó bắt đầu nó già rồi mà nó còn tốt hết sợ không. Giờ mình trồng cái hẹ nha. Hành hãy cà hôm qua mình hái bớt rồi. Chín quá mình không có hái cái con chuột nó ăn. Cái mình hái bớt rồi, giờ còn mấy vàng vàng không à. Chính là mình hái hết rồi, còn vàng vàng vậy không à. Chuột nó ăn, chuột nó cũng ăn cà, nó ngộ ta. Còn xà lách mình trồng bắt đầu nó tốt rồi lại rồi nè. Trồng nay chắc cũng 2 tuần rồi đó. Mình lấy cái lá này về cho má chồng mà nấu bát ta nha. Má chồng thích lắm. Còn những cái đọt này mình sẽ xào mình ăn.
cái bông mình xào mình ăn, còn má chồng mình chỉ ăn lá. Ăn lá, lá má chồng nấu bát ta. Ở đây má chồng hay mua cái lá này nè về nấu bát ta. Sao mà mê cái lá này. Họ mua không á, đây người ta bán á má, cũng không có rẻ đâu. Mình thì mình ăn cái đọt, còn má chồng má lá nấu bát ta. Đây mình đem cái lá này về. Đó mình thu hoạch được nhiêu cà rốt, mà cà rốt nó mập ú mở luôn, ngắn ngủn mắc cười không. Ta nói trồng người sao của vậy mà sao kỳ quá mình. Đấy, mình thu hoạch được nhiêu đây ha. Cà rốt nó mập ú ngắn lộn, ngắn ngủn kỳ. Ta nói người sao trồng của nó vậy mà mình đâu có lùn đâu. Mình cao tới mấy sáu mấy lần mà sao mình trồng nó mập ú ngắn ngủn được như đây nè. Giờ bông bí đọc bí thì mình xào còn cái lá này để cho má chồng nấu bát ta. Má chồng hay đi mua lá nó về nấu bát ta đó. Thôi về thôi. Giờ chuẩn bị cơm trưa. Chồng nói chồng mua cải nó rất là mềm mịn. Đây ngó mặt anh coi, anh nông dân. Anh nông dân ấy lúc Asquai nè. Dolce. Đây mình mới tưới nước, nay bự chảng ha. Sáng thì nãy chồng ra chồng bằng cỏ, không bằng cỏ mà chồng đi chặt cái cây đậu của mình, thấy ghét không? Tưới nước nó văng á. Đá ông bự không, cây đậu bắp mình đây bự rồi nè. Tao muốn trầm trồng nhiêu đó sao ăn biết. Cái vườn thu hoạch được bịch rau với chồng kìa. Được bịch rau kìa. Vậy là có rau đủ đồ nghề ha. Có rau, có hành. Đây, cái bông bí sáng mình hái, bông bí đọc bí. Bây giờ mình xào với thịt bò nha. Chảo nóng lên rồi, giờ mình xào thôi. Chút là có. Đây. Hôm nay hai chồng ăn trưa nha. À, chồng cái formaggio. Formaggio ricotta. Costa hả? Ricotta salada. Mình mới vừa nấu xong á. Đi lấy.